bắn người ngay luôn nè. Rồi rồi trả lại. Quay lại á. Về lại dễ bắn hơn. Quay cái đầu lại đây đi. Có đâu định thấy mà. Quay cái giò đầu. Đây thấy nguyên con luôn nè. Bên này thấy nguyên con. Quay đầu giò về đi. Ừ, tiếp tục bắt hẹn còn lá. Ngay đây nè. Nằm trong lận. Nằm cái đó nghịch tay hết em. Nghịch tay hết rồi. Từ từ. Mấy em đừng manh động. Về ra nữa mới thấy được. Ông nên với củ tỏi là bắn được. Bơi ra mới thấy được. Ông Ninh ơi, ra giữa xong á. Bơi tới đi. Không, ra cái mũi ra giữa xong là thấy à. Thấy à. Ngồi xuống cái đỉnh. Rồi chết mẹ. Đâu. Tới nữa. Nắm kỹ kỹ lại coi từ thôi. Coi đây. Không thấy đâu, đâu. Cái nào rất dây hay vậy vậy? Té rồi đó. Té rồi, trúng rồi. Rồi bơi đít lại. Bơi đít thẳng luôn. Ba chú đi vào đầu luôn rồi. Ba lúc ngoài bên đây nè. Chết rồi. Gật. À, còn sống. Bà vô phải chụp chứ. Rồi khải đường cảnh rồi nè. À, lẹ để mất. Để chạy à. À, khải. Khải cho đỉnh đi khải. Đừng. Đừng khải, đừng nó nhảy. Nhảy cho có đỉnh nè, bơi tới đi. Nè đừng, lẹ vô cái ơi. Chụp luôn đỉnh. Lẹ chụp. Hết luôn rồi, lẹ cất luôn rồi. Rồi, lọt nó đó. Đấy, khải mà quần chút nữa chạy vô tới trong đói luôn. Tiêu luôn. Dạ, rớt đây nè, các bạn. Bước đây nè đỉnh. Bơi cái mũi vô đi. Bơi mũi vô đi. Đó, cả đó. Nè. Cái mà khải nó có chụp tới đâu, nó quơ hồi là con cò nhảy vô trong luôn là đói luôn á. Bước vô tới đó nên. Rồi đâu? Chứ mạo á. Rồi đây không ấy. Rồi xin lên đi. Ở khẩm mũi. Không được đâu Khải, ở sau đi con. Con đâu có bắn đâu, ra trước đó bắn trúng sao. Đây tiếp tục đội thứ tư các bạn ơi. Không có trúng đâu, chưa trúng bắn viên sau trúng. À, mổ cái tội. Khỏi đầu đi. Khỏi đi, khỏi xỉu đi, đỡ ông sùm á. Khỏi đậu lên á. Đây tiếp tục hành trình các bạn ơi, con gò thứ tư các bạn ơi. Bữa nay cũng êm à, là cháu ông thầy khoái à. Bữa nay bơi tới sáng luôn hả? Bơi tới sáng cũng bơi nữa. Vui. Bia tỉnh lấy về rồi nè. Bia nhà nhóc. Ừ. Ngày mai hỏi vợ Tòng nó rảnh không ta, rủ vợ Tòng đi chơi ta. Đi mắc cá à? Ừ. Vợ Tòng đi dậm lúa. Ủa, này dậm nữa sao? Lúa bên đây mới dậm mà. Ngoài ra muốn kiểm bắt nữa nè. Đây tiếp tục hành trình nha anh em ơi. Thì cứ gán đi, cũng còn đoạn đường nữa tới Kiên Giang rồi. Bạc Liêu tới Kiên Giang rồi. Anh em đang trên Bạc Liêu nha các bạn ơi. Đây là địa phận Bạc Liêu. Đây tiếp tục phát hiện cò nữa các bạn ơi. Bạc Liêu nuôi cò nhiều quá. Bên đây là tay phải rồi chứ tay trái. Ông bơi ra ngoài luôn á, anh em mà thấy hết trơn luôn á, nằm vỏ nằm ngang á là anh em thấy hết luôn. Tới nằm ngang á. Đưa cái mũi vô là của mình anh em thấy à. Tới đằng đẵng nữa. Tới được. Đây phước lá sao thấy? Tới chút. Rồi từ ở trước bắn trước đi rồi. Trong nên bắn cái đây nãy chưa có hạ này con nào chứ. Nên hạ cái đem lên. Bỏ thứ thứ xuống coi cho đẹp trai đấy. Thầy. Nè tôi gọi nè, nó là nè được. Một viên hộp. Bơi tới đi đây. Gần thấy rồi. Ra ngoài xíu. Kỹ kỹ. Hai viên hộp. Trúng rồi đó. Đỉnh, trúng rồi mà. Cũng đầu xuống đỉnh. Nghe cái bọc rồi hả? Không, để đây. Không ai gọi. Ngay chân rồi. Đang qua ấp vỏ nha mấy ông thầy ơi. Má nó bốc đạn đi. Bắn đậu dưới vậy. Cái gì vậy trời? 5 viên hụt. Mấy ông thầy bắn chim nè các bạn. 7 viên hụt. Còn mấy ông. Đúng rồi đó, té rồi đó. Chết đâu đây nè.
Rớt rồi, rớt cả đó rồi. Người ta thấy không trúng gì chứ mà sao rớt hoài ta. Trúng, trúng. Đó là, đó là sống nó từ tuổi này chưa có thấy đạn nhiều dữ gì. Nó hết hồn nha. Nó gặp. Còn rung cái gì. Còn rung thì ai. Nó hết hồn cho nó rớt. Mấy con này rung té luôn. Trúng gì chứ mà còn rớt hoài luôn. Này bắn hay quá, bá phát luôn các bạn. Chính viên hả, khải đếm chính viên kìa. Đây nè, đâu đây nè. Bơi mũi vô đây nè. Cái giò nó vậy nè. Vô. Rồi rồi đánh rồi được. Thấy đủ mà không trúng chứ mà còn rớt hoài luôn. À, mình cảm thấy không xong mình ra, ra liền nha. Giống gọc, rút rộng. Rớt sao vậy đó mà. Nãy nằm đâu định vị lại ơi. Đây nè, bên đây nè. Đâu bên mép này nè, chứ không phải bên đó đâu. Đó nó rớt xuống đây đây nè. Đây nè. Nó nằm đâu đây nè. Lại bên đó đâu, ông đi tới bên đây nè ông nhìn. Qua tay trái không á. Tại vì nãy cò đậu bên này mà. Thấy hả? Má thầy bỏ gì. Lên bờ cái gì vậy? Định vậy nó coi kỹ ơi. Bòi đó. Bòi đó. Bòi. Thấy không? Lên đi cô tỏi, lên tiếp đi cô tỏi. Lên tới lô lộ luôn vậy. Vượt luôn vậy. Thầy hôm nay tả ừ, luôn. Lại chỗ chạy xuồng, chạy cái chỗ chuồng vịt này nó gần hơn dễ lên nè. Nghe ui da đó. Vừa té cái phịch rồi hôm nay. Đâu mà nào thầy là trúng rồi. À, còn nó bằng đêm nó bay chợt giò nó té gì đó. Còn té nghe cái phịch ui da nó chạy. Còn biết ui da nữa. Xuống đè luôn vậy. Ai, hồi ta nói ăn cắp gà ta gượt ta quýnh rồi. Xuống tét cái đầu hai mà đường về giờ rủi lên khỏi nhà luôn. Nó chảnh luôn, chạy như quỷ vậy. Bên lại đây nè, xuống chứ nó giật mình nó té xuống nó phải chạy chứ. Ờ bên này bên được. Được, có đường vô nè. Được vô mà. Cái ní ta lo ghê không? Mốt có gì nhớ chia. Trời á, bảo tài nhất à. Đồ mới nói không bơi. Còn cái dép lỡ qua con mẹ đây. Nghe cái phạch ui già đó nha. Phạch ui già đó. Bỏ ra dép luôn. À, ní lo ghê không? Cái gì chơi mà lỡ bỏ quên mắt ra dép là lấy ra dép ní luôn mà. Bỏ ổn bỏ ổn. Gì thế này? Chó được hả? Ủa bắn nó. Rồi cuối cùng là con này bắn ai bắn té vậy? Không ai không thấy ai trúng chân mà sao còn nó rớt. Kỳ ơi. Ừ. Hồi nãy đỉnh nó bắn cái đó nghe cái thịt rồi. Em bắn xong nó rớt, nó bay vô đó nó rớt ra không biết trúng đâu á. Có chạy. Nãy giò phải không? Nãy giò rồi. Còn nãy giò. Nãy giò luôn mà. Hồi nãy luôn. Rồi hồi nãy giò con heo nữa. Cái nè. Cũng hèn cũng đỏ không dám khỏi còn cái nữa. Được không? Để cho nó giục nó bay nữa. Còn cặp trứng không? Cứ tỏi gà gà cặp trứng nó mềm hay cứng không? Sữa đâu. Rồi nón lắm. Đây rồi thứ năm các bạn ơi. Vui là chính nha cả nhà ơi, hy vọng mình vui là chính nha. Chút xíu về nấu cháo đây cả nhà. Vui là chính thì tụi mới chín là thui liền. Rớt cái ông vẹt. Đúng rồi tay Khải. Đâu vậy ta? Cái câu. Giờ nó quay đi, mặt hết mình chú. Trời ơi, trời tưởng ai lạ cô. Con Tấn nè. Hả? Con Tấn nè. Quay clip bà Tám hoài nè. Ủa vậy đó hả? Dính cả trời trắng các bạn ơi. Có gì vậy? Trời trắng. Đây các bạn gặp ông anh ổng thả mà cái này kêu bằng là câu kèo, câu gì? Câu gì hả? Ô dính cá tre bự kìa. Lưa cái đít lại các anh em.
đi đi theo em, theo em. Đây khỏi dạm mãi chút rồi. Dạ. Ví dụ như mình đi đi thả này là mấy giờ mình đi? Đi 5 giờ mấy. 5 giờ mấy đi rồi mấy giờ mình về? 11 giờ, 12 giờ không chừng. Dạ. Yeah. Cũng được. Dạ. Dạ. Bởi thầy ơi. Dạ. Yeah. Đây. Chúng đã lâu chưa? Cô với ông anh đi thả câu gì? Câu thả câu ở chê. Đi quay chuột đó. Ừ. Gọi cò ha. Thấy cá, thấy cá mừng quá rồi, quên cò luôn rồi. Quay cò, quay luôn hết trời luôn, quay cá, quay tổng nè. Quay tổng nè. Dính tôm. Dính tôm xanh. Thôi chào cô nha, chào anh nha, bữa nào gặp lại. Dạ. Chào mấy trời. Dây lại, dây lại, dây lại. Đừng manh động. Đầu đầu đâu có thấy đâu. Rồi, đụng ra thấy rồi. Về lại, về lại. Về lại đi, dễ bắn. Ngồi bắn dễ luôn đó đỉnh. Chưa, nằm chỗ này không? Bên đây nè. Thấy rồi, thấy rồi. Ủa, nó ngủ mép trồng tàu lá, đừng bắn. Để bài sát vô. Để bài sát vô đi. Nó trồng. Té rồi đó. Té rồi. Té rồi, con nó té rồi. Đó, nó tạp xuống rồi. Té đó, té trên cái bò bao rồi đó. Em sợ bắn mấy trúng cây cọng lá. Lên lên, đây nè, lên lên, lên bò bên đây nè. Bà kè, lên bà kè nè. Má là đang chỗ bờ rồi nè. Ngủ quá nó ngủ ác hả trời. Ngủ mép bên kia phải rồi, bên này sao ngủ. Nghĩ là ngủ bên kia còn chết, ngủ bên đây. Ghê chưa. Ngồi xuống ấy, nó không thúc. Ê, gì mà còn còn bờ không phải ổn. Ngồi xuống rồi cho lụm thủ người ta lên lụm ấy. Lụm lụm thủ các bạn. Còn lép bắn đằng hút cái cây rồi á. Không dùng con. Đớt cây rùa. Lụm thủ mà. Ơi lẹ đi ông nội. Lẹ đi hồi nó chạy mất tiêu giờ. Lụm thủ mà phát lên lụm. Bữa hổm đi đi câu cá đó gặp nguyên cái đầu. Nguyên cái đầu hết biết rồi. Cái đầu búp bê á. Hết biết luôn. Đang kỉnh luôn. Sao lụm thủ? Bữa nay không phải ná thủ, bữa nay chỉ muốn làm lụm thủ. Nãy chưa được con nào vậy hả? Còn nữa. Được. Ông bắn mình nên bắn được, bắn đông như bắn khớp thì ra lên nó quay bắn cho mẹ. Ông ngoài bắn dữ lắm. Đập cho chết luôn đi. Ấy nó cái điện thoại mỏi tay không bây giờ nè. Đập cho chết đi. Bóp nhẹ không được nữa, đừng đập, đập dập. Bóp. Trời ha. Đừng có dừng ta lại hay là đừng sao. Á này ngủ quay cái lưng vô nữa. Với được cái lưng. Trời đó ai thấy nó vậy? Trời à. Giúp vợ sức vào gió. Mới lâu lâu thấy con mừng thấy bà luôn. Nó kêu chứ không kêu à. Cô năm nay nhiêu tuổi cô? Bảy mấy tuổi hả? Trời trời trời, ông Ninh ông bơi hơn cô bảy mấy tuổi không trời. Chấp điên quận luôn. Con nữa đó. Này bây giờ mấy anh em sẽ cố gắng bơi chút xíu nữa mấy anh em về các bạn ơi. À, tối thì nói chung là về còn làm mũi mồng dữ lắm. À, còn mận nấu cháo đồ mất thời gian nhiều lắm cả nhà ơi. Mình bắn mình săn sơ sơ cho cả nhà mình xem cái hành trình vui vẻ là được rồi. Không nên té bóc bóc thì cũng vui. Thằng té năm cười cũng thấy cũng vui mà. Lên lên đăng clip nhiều người cười nữa. Cái này ra ra ốc bùi vàng mà. Ồ, bị lỗi rồi, máy bị lỗi rồi. Bị lỗi kia thôi trời. Ốc bùi vàng chứng ốc bùi vàng nó cứ cò. Lại đây. Hả? Lại đây. Giật máy về các bạn ơi. Máy kia nó bị lớp B các bạn ơi. Máy trước nó bị xịt khói lớp B các bạn. Em. Dạ anh em về các bạn ơi. Được 6 con còi với gắn các bạn cũng được. Nãy cũng đi đoạn đường. Hy vọng ở nhà mình xem clip thấy hay nhớ like và chia sẻ để ủng hộ kênh Cá Năm TV và đừng quên đăng ký kênh để xem nhiều clip mới nha các bạn. Rồi vậy luôn cô ơi.
chúc mùa bội thu nha anh. Ô dính ra chơi đó ơi. Quá êm quá êm. Đây, cuộc sống mưu sinh ở miền Tây các bạn. Tối người ta cũng phải đi kiếm cá kiếm mắm để kẹp bữa chợ buổi sáng. Hy vọng cái nhà mình xem clip vui nha. Hôm nay cũng khá là may mắn gặp được cảnh đôi diện. Nên đi không? Đi Vĩnh Biên luôn không? Bởi nữa này. Ủa Khải phải đường này không Khải? Hay là quay lại? Này bây giờ mấy em nha, về các bạn ơi. Giờ lên lấy xe. Thôi nó về không bị. Về mình nấu cháo các bạn. Nấu cháo nấu cháo cò. Hy vọng các bạn xem tiếp nha. Ẩm thực cho mấy em nha. Đập vô hồi ghim cái lái cái máy lên luôn. Rồi, lên từ từ, nắm dây tiếp anh em ơi. Ông khầy đó chứ. Rồi lên tụng từ từ trước mày ơi. Lên cho chó sủa cái này. Chó mà sủa thì ta giả điếc. Vừa xíu chưa à. Vừa đã vậy. Dạ, giờ mấy em lên. Làm gì vậy? Coi ra vừa kìa tay. Chơi chim thầy nó mổ giò. Lên về cho đi ăn cây vừa kìa. Đi về cho chim ăn. Thầy bữa nay thầy đây nè, chút xíu thầy biểu diễn cho coi. Thầy bắn trong trong nồi. Ơi có chuột, ủi kìa. Đây đánh kìa. Ủa đánh kìa. Trời ơi đâu nằm dưới vỏ này nè, ăn pho, ăn thức ăn chạy. Đây lịch sử miền Tây. Tiếp ẩm cái coi, đến lâu tiếp ẩm ơi. Cảnh này tua mệt đó mà. Lực dữ vậy ta. Để lại đi. Không có lên sáu muối mà lực dữ à. Cảm ơn nha. Đây bây giờ mấy em về các bạn ơi. Bạn xem tới phần ẩm thực nha. Tôi tỏi vô nấu cháo nha. Ông thầy nha. Rồi. Hey, xin chào cả nhà nha. Bây giờ mấy em đã đến được nhà rồi. Bị nó cháo các bạn ơi. Làm một cái nồi cháo cò rắn. Ồ, Khải về mới về đói vậy nè. Vậy là đang ăn cơm dở dang đi luôn hả nãy hả? Trời. Nó đang ăn cơm nó mừng quá nó đi luôn. Thôi sao ăn cháo. Thôi vậy. Không thích ăn hả? Quất cái ớt này không cũng mặn rồi. Thì con tôm ké bên nữa. Nữa rồi trắng rồi. Trời. Bây giờ anh em sẽ nấu cháo cò đêm khuya các bạn. Các bạn xem tiếp video nha. Tụi tỏi sẽ xé mỗi tỏi như mọi ngày các bạn. Hai xin chào cả nhà nha. Sau một cái đêm chiến đấu của mấy anh em hành động vui vui vẻ và cái kết được một gỗ gắn cò rồi lúng như này các bạn ơi. Đây con mình biệt thì lúc mới lại thì của tỏi với Lenin cũng săn được con trước rồi các bạn. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Quá đã. Rồi vô chặt. Đây mấy anh em sẽ nấu cháo. Chừng của con à? Hả? Chừng của con. Con đâu? Này bầm mớ cắt mớ ha bà tỏi. Bầm mớ cắt mớ ha. Bầm hết bẻ rồi. Bầm luôn hả? Đây, bầm cho nó ngọt. Bầm hả cắt? Cắt rồi cắt chưa? Mới bầm. Cái này sao lựa bà tỏi? Bầm cái này, chết ông Khải rồi. Khải cái này không lựa đùi lựa bầm gì đâu. Cái gì vậy hả? Về miền Tây mới thấy cảnh này nghe quý vị. Chưa giờ à, chưa giờ đấy. Gắn chặt khúc đi. Đây gắn lấy cái bia dặn cho mềm. Em để lấy bằng luôn. Cái này không còn cái sùi nào mà để ngon. Để cho thật cái đùi nè. Đây là cái giò nè. Chưa giò nha. Đúng rồi, hết hoài kìa.
Ủa rồi cái bầm rồi nó không bầm ra luôn hả các tỏi? Hay bầm trước để đỡ rồi. Nào mình sang xin tấu cò ăn nữa. Bỏ vô mấy cái xin tấu. Nhìn bắt đầu lấy máy vô xay nữa rồi. Rồi xay tấu cò. Đó chị. Có mua dao nhớ kêu người ta làm giùm em đôi đũa. Đũa sắt trước đi, chào ơi, đũa sắt trước. Cho ông thầy á vậy. Đũa sắt cho ông thầy á vậy. Lực luôn. Đây hoàn còn của tỏi bầm cũng im im nè các bạn. Muốn nhẫn nhừ luôn là làm sao? Đó là 73-21 hả? Bầm hay quá. Lửa lửa lại coi nó làm giọng á. Hồi nhỏ nhỏ các bạn mắc cỡ trắng móng tay các bạn. Mắc cỡ móng tay. À, cái đợt mà đi qua mà đi ham đồ bên Tiếng Ngọc nè. Rồi mắc cỡ đứng mẹo mắc cỡ rồi cắn tay cắn cho mắc tiền tay. Nè nội nội cái hầm hầm này cầm dao ghê quá, ghê quá nè. Một buổi tối đầy thú vị của mấy anh em trên chiếc vỏ lãi nho nhỏ, và cuối cùng mấy anh em cũng được một cái phần chiên lợi phẩm, được mớ cò với rắn, mớ tép nữa, mình phải đang ăn tép. Đó, tép ăn như bữa hổm hay ăn kiểu thì mị ai? Phải cái kiểu chiên mỡ kiến kìa. Ghê rồi chứ. Lưỡi, ai này cái này đặt cái lưỡi vàng nữa ta. Tới cái lưỡi này chứ. Đưa hết hết nha. Trời ơi, nào không tới gì. Đây cái phần rau gai các bạn ơi. Kèm đuôi heo vô cho nó thơm. Heo dưa. Hai cái. Một mùi thơm muối đủ. Không phải nước hoa mà cũng phải là xà bông. Mùi thơm của tỏi cháy này các bạn. Tới trăm triệu luôn. Đây là thành quả của mấy anh em các bạn. Thấy gì đó nghe. Mệt cũng mệt. Đủ nồi cháo các bạn. Đi xin thương đi chút xíu cũng đủ nồi cháo rồi. Đây cái tỏi sẽ đổ phần. Đó là nên đầy. Thấy phải là nó nước cạo ra. Nước cạo ra. Hấp dẫn nha các bạn. Cạo luôn. Dài cũng lâu lắm rồi, mấy em không ăn cái cò rồi. Đấy, anh chị nha. Đây là thịt đi ra. Lấy bắt cái mắm. Đây, này kia bà, cái phương thức bí truyền các bạn ơi, cứ chơi hơn nữa đó. Đường nửa ký. Ngọt, ngọt ký luôn hả? Dữ à. Ăn hết còn xương không các bạn. Công thức này dữ. Bắt ở đây thì bắt đồ cháo luôn thôi. Anh bỏ ở đây rồi. Để vô. Ghê trời. Thọ cái dao tay mới chịu. Đây, quá em. Làm chuyện kia. Để cho thấm như vậy nha các bạn ơi. Chuẩn bị bây giờ nè. Đừng có nhắc. Đừng có nhắc, nhắc lộn bây giờ đó. Nhắc là tàu tháo tới à. Thì nói rồi, ai mà có con nhỏ mà học lớp mẫu giáo rồi này kia rồi đang cho con bú thì về, về liền. Tức cầm đại xin cháu về cho. Còn quá phải phải phải.
tới tới đó, ừ gán đi nữa, mình đi coi qua chút cò này mình biết nó mới cũ ha. Bữa nay không, bữa nay thầy bị chịch quẻ chứ có bùi vàng ở chút cò. Nói sao là không được nha, bậy rồi, bậy rồi đó, cậu sót chim cho chảo rồi đây nè. Nhà nhà cái của tôi cái đấy là sẽ xong rồi đó, xong hết nửa con rồi đó, nửa chừng vô chén rồi đó. Đó, hồi giờ ngộ lắm. Hai, xin chào cả nhà nha. Bây giờ cái phần cò với gắn rồi đã được sơ chế chín hết rồi, thấm gia vị rồi, bây giờ củ tỏi sẽ bỏ vô. Ai à? Wow. Tỏi cái công chuyện chưa? Ôi. Chút nãy vô ly đi khám đi, chút con về không uống. Nồi cháo, tới nồi cháo luôn. Nồi cháo, nồi cháo mà. Anh tin hỏi anh Khải rồi. Hỏi bà ăn không? Ăn không? Nghiêm miếng xong cái công đoạn này là sẽ ra lò nha các bạn ơi, sẽ được ăn rồi đó. Rồi thợ thử, chuẩn bị vô cái thợ thử, đưa cái mỏ thử, đầu thử ở đây. Đầu thử đây. Thợ thử này chơi giá bự quá các bạn ơi. Thử cỡ hai lần chắc xong. Ai chửi mắng thì ta giả đi. Bèn. Nữa có sao. Nữa có sao đâu. Đó đó, thầy quẩy coi đây, đây công việc hàng ngày của ông thầy quẩy cháo dinh dưỡng. Bữa nay cháo dinh dưỡng là cháo cho dành cho người lớn các bạn, trong đó là cũng có người mập và người gầy nữa các bạn. Ừ. Hình củ tỏi, chim cò gắn. Chim cò gắn hay là gắn chim cò vậy? Gắn chim cò gắn, tính nó gắn gắn chim có. Lẹo hôm nay tính nói gặp Trung Quốc rồi đó. giờ nói chữ gan tính là chim gò rắn, cái ảo là gan chìm có, tính nói gặp chìm có. Cấp này tụng nhiều quá nó cũng lẹo lưỡi ha. Hư cái lưỡi vàng rồi. Giờ tụng đưa lấy tới giờ bắn cái liếm luôn. Nếu nào? Hai liếm lên, 2 triệu xem. Thứ gì cũng nói. Rồi thổi tới. Trời ơi ông thầy nè, cái mỏ này các bạn ơi. Củ tỏi nãy nhớ dục cái bao câu rồi mà, củ tỏi cho con cái đây vậy. Rồi im đây, im đây. Thử năng được là ra cho khác cho người khác thử, nhưng mà thử hoài nữa nè, chờ từ giờ sao kênh nữa chờ. Thử ra tới đi, tới đi thử đây thôi. Tặng nước cây củ tỏi ông thầy. Là nó đây, thanh gắp muối. Cẩm này em ơi. À, anh em chúc quà mà chưa hôm qua không. Vậy vậy nó có góp trong á, đè vô mới qua. Chưa nhận lại, tôi không phải ơi. Tôi nha. Này, nhìn cháo là đem vô nè các bạn. À, thầy thứ, thầy tới thầy dục ra ngoài cái bóp liền. Thấm gắt gắt ra các bạn. Thấm gắt muối xưa rồi. Thấy gắt cao gá. Tiêu không? Đủ. Nè. Gắt tiêu đây. Rồi cái mày giống mang bóng ô tô bây giờ. Rồi cái thọt vô quần gãi. Thọt vô gãi liền. Đảo nè, đây nè. Rồi. Rồi. Không. Đâu ông thầy vô đảo tiếp cái ông thầy. Ông gọi vô đó kìa, ông gọi vô cái máy quay gì vậy? Thầy. Không quen. Để cho ông đi ra giờ quậy kìa. Đây, thành quả các bạn ơi. Đấy, anh chuyện rồi. Chứ gì chịu nổi, quậy quá, thật thật lên ông thầy. Dễ gì vậy.
lên đồ dò vậy đó mà. Người ta điểm rồi mà. Người ta ngắm rồi đó, hướng nào rồi đó. Lên bò xuống ruộng cũng gì cái nồi cháo này các bạn ơi. Rồi, cắt tôi, cắt tôi. Trùng cúng tiền. Bang bang. Âm thanh ánh sáng này đủ ha. Ừ, cấp cái ai chửi ai vô hoài liền. Bây giờ là cái màn cuối cùng của cái clip săn bắt và cuối cùng là tiết mục ẩm thực. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui nhé. Giờ mời cả nhà cùng thưởng thức nồi cháo cùng mấy anh em qua màn ăn nhỏ nha. Ai về chơi thì mình cũng kiếm mồi mình lay gai thực tế hơn. Cái này thì mình mời mời cho vui. Tấm luôn. Ta 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 đây rồi rồi đây đây hết rồi tính tiếp chim có độ cuối cõi chim đây tới nồi cháo luôn các bạn ơi, hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Nồi cháo thơm phương phức các bạn ơi, thơm rồi giải gớt nhiều dính vô rồi luôn hả ấy. Này báo bà báo là chứ. Ta muốn cho nó nhăn nha mà. Nhăn cho quanh không đi lại. Nó điện thoại thì nước đổi ngược vô. Đủ hay. Vỗ tay anh em. Trời ơi. Bị đây chứ vậy. À, thầy này bỏ vậy mà không vụ án con chó lạ bệnh á. À, giấu chạy. Giấu chết. Chết luôn vậy mà gáo. Thầy biết luôn là biết mới cũ luôn kìa. Không biết mới cũ luôn nha. Hay quá mẹ. Đó đem gà luôn. Dâu cỡ đó luôn. Này, đây là thành quả công lao của mấy anh em nãy giờ. Bây giờ chén. Ủa hôm nay mình chơi tô không? Quên. Tô không rồi. Ô cái tô này cũng có cái bì hoành ra ngoài dữ ta. Của anh em chơi mấy tô múm múm một tô này lá sen ha. Nổi giống mấy tô. Rồi chơi chơi chọc chơi cho anh em ăn được ăn các bạn ơi. Như cái cuộc sống nó ngủ lắm. Nó tập rồi, nào nó bậy chứ. Rồi cả nhà dùng cháo nha. Đây mời cả nhà nha. Cháo bò. Chiếc chưa đi vậy? Sao tay gái ngoài đi đã? Phải không? Thiệt mà. Ủa xe không? Ủa xe ai xe còn? Ghê vậy? Đang nhậu. Đang ăn cháo trong đây mà hai chiếc xe tay ga đậu ngoài cái hiệp cái các bạn. Chiếc này nhắn nó xin này con không về. Hả, Tết đi bộ chắc con ngộ đi xe nha. Nói năm nay trời ơi tại dắt vợ đi giảm cân thôi chứ xe cổ thiếu gì. Dắt vô nhà luôn á. Nhiều cái luôn. Nhiều dắt vô luôn hả? Ông dắt vô đi là nó mới biết chiếc nào mắc. Nó lấy cái chiếc mắc. Không em lấy hộ em sợ xe lên nên thôi chứ xe mà chắc không có rồi phá cổ cho rồi. Lúc bán rồi lúc phá tại mấy dòng đời cũ như nó quên rồi nó bỏ mấy chìa phá cũ rồi nó lấy mấy chìa phá mới. Mở mấy chìa phá mới xe mới cơ mà nó biết xe cũ bán không có giá trị. Đây mời bà con mình nha. Chúc cả nhà mình có buổi xem clip vui vẻ nha. Đừng quên đăng ký kênh và xem ủng hộ chia sẻ mấy anh em nha cả nhà, chia sẻ clip nha, like nha. Như thấy cái mỏ ông thầy rảnh quá rảnh rồi nè. Đây, ăn cháo này có ông Ninh với ông Thần ngồi cái bên chung hai cái mỏ coi đã lắm. Đi ăn nhưng mà hai ông dịch nó quay đầu ngược nhau á. Đưa hai đôi câu vô. Con chim. Rồi, đấy. Đây, cận cảnh ăn một chim. Rồi vô nữa nè. Nữa hả? Đây, thẳng luôn đấy. Mẹ con chim giật lắm, giật ca tiếp ổng rồi. Con chim như tôi thấy sao ớt nhóc trọng như vậy. Phải không? Hay là anh chấm ớt cái này nè, dính cái này nè.
Dạ, tưởng tôi dính cháu với mày rồi nãy giờ ham nói này sự xì trăm biết có chuyện gì không? Tiêu hết rồi, cái món gà. Ủa, con này không đủ hết cho thầy ăn nữa. Chạy đi, xa xa rồi bữa tỉnh rảnh chơi. Lại tới đám cưới đám thần chơi luôn. Rắn là dài. Rắn lâu cháu. Bạn đừng rắn kia gửi các bạn. Nói chung là chợ hao rồi này kia chân làm lại chân còn 150 gram các bạn. Được không biết? Được không? À, có à, gắn dài mà gắn lãi mà, phải như gắn lãi cò làm bao và trên cò là trên bờ dưới sông đâu thấy cò đó làm lúc trong mình sao thấy đó mình bơi muốn hút cò rồi hút cò rồi tại tại lúc đầu là hút gắn thuốc đẳng luôn mà mưa quầy lại bắt gắn gắn báo thường ở đây không yên gặp mày kêu trốn vô bữa nay bọn ác lại cãi không khi mà trốn rồi bữa nay có anh ba lại không làm gì nó thọt cái mỏ ra thọt thọt vô ra chưa rồi đóng 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 này cho anh đấu với mà đi thi với ông Trương nhéo kém quay mỏi cưng nhận mang cháo dinh dưỡng tao tao hay có cái mỏi vậy đấy các bạn thổi cháo thử 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 thổi mình biết cái mỏi thử biết cái mỏi hết biết cái mỏi mà nhậu vô cái bia vô cái thì nó dảnh dảnh ngược lên ngộ đi chứ ảo mà chỉnh rồi là cái mỏi nó dảnh 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 lên sỉnh nó dảnh vậy à, sỉnh là thấy cái mỏi dảnh là biết à hệ sỉnh rồi đó lẽ tên sao dảnh nữa nhiều tên này ra làm giấy nó tôi nhiều tên lắm cái tên thường ngày nhiều lắm không biết lúc, sao lúc tỉnh tên khác lúc tỉnh tên khác nhớ tự nói cho tôi xin chàng chàng giấy đôi ngon 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 bê chuồng nó đói à ừ. Chơi cái thằng ní bữa nay ăn cái gì mà cũng lực quá bê từ đó lên gần tới tấm chè luôn à, chắc cũng chút dầu gió mời người chó của tỏi thấy mười mấy chai rồi chút dầu gió nhìn gì đó mặt như chó mặt sang như chó ngủ có cái máy nè dán đi mười cho xa à, từ hồi trao cây súng cái tới giờ bắn viên nào cũng ốc ốc rồi ha mấy cây kia bắn đâu bằng cây này cây này bắn nó im tay mà chơi với ná đây các bạn mấy súng mình bây giờ mình à, mình không có bắn nữa mình để lại cho mấy anh em bắn đâu mà nên bữa nay xạ thủ và cuối cùng lụm thủ lụm ờ chứ là lụm thủ bây giờ đang mốt thủ trời ừ. Ăn là tới muỗng nó quẹo cỡ này không nào cũng lấy nhiễu nhiễu vậy đấu này được rồi cái này cái bằng bị quẹo này á sao vợ câu dữ vậy bữa nay dám bơi qua tới Bạc Liêu luôn mà đâu phải chuyện chơi đâu đi tới Bạc Liêu luôn tới Bạc Liêu cái nồi cháo nói chung là thơm ngon bổ dưỡng sau những cái giây phút chung cũng không mệt mấy các bạn ơi tại mấy anh em nổi cháo mà mệt lên lên bữa nay cái máy này ấy quá trời ơi vậy chứ bao câu không phải bao câu không có người miệp ông để vô để nó cũng hết rồi hai cái như nhau rồi còn nói gì nữa nè nồi cháo này chắc cái cù nữa nè các bạn nửa nồi hết biết mà mất cơ viên á ừ. Hôm nay thì ai ai buổi tối mấy để cái nồi cháo lại cho ông nên khoảng 500 thôi rồi mai bán lô luôn á mà trời này mà xây ra cái dít muỗng muỗng là thấy muỗng hai chục im lắm thôi đưa cho 700 luôn nè
Mấy bữa nay mấy anh em bữa nay quán có cháo cờ lép với cháo bình biệt cháo gắn ăn, mấy đứa nít ăn, đứa cậu nào gọi xương rồi ăn là như củ tỏi luôn, mọc củ tỏi luôn chết. Bữa nay toàn là mấy cái máy bằng máy xịt khói luôn, hai cái máy bơi xịt khói. Dạ vậy vậy tối khoảng phải chạy về trước à. Kỳ kỳ nha, con cá con cá trong đầu đi không kìa. Dạ coi tối rồi hai. Xin chào cả nhà nha, bây giờ những giây phút đi săn trên sông, những chiến lợi phẩm và được cái nồi cháo đêm khuya. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ và đừng quên ủng hộ mấy anh em nha. Bây giờ mấy anh em xin nói lời từ giã cả nhà. Em gặp lại cả nhà trên kênh Mình TV trong những clip mới nha. Thì bye bye cả nhà nha. Không, từ giờ bye bye rồi. Bye bye. Đấy, cái này cái câu bye bye huyền thoại nữa. Đi giờ làm người.